Giá đỗ ngâm hóa chất, giá đỗ sử dụng chất kích thích, đó là thực tế đã diễn ra thời gian qua và ngay cả thời điểm hiện tại. Vì lý do như vậy nên mặc dù đây là món ăn mát và tốt với sức khỏe nhưng lại khiến nhiều người e ngại, không dám mua giá ở ngoài chợ. Các nhà khoa học trẻ của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu và vừa thử nghiệm thành công thiết bị làm giá đỗ sạch an toàn ngay tại gia đình. Thông tin thú vị này sẽ có trong phần ý tưởng công nghệ ngay sau đây. Thiết bị làm giá sạch này được bà Trần Thị Mai dùng vài tháng nay. Sử dụng thiết bị rất đơn giản. Sau khi cho đỗ vào, chỉ cần lắp thêm phên nhựa, vặn chốt, tưới nước 2 đến 3 lần một ngày. Sau khoảng 4 ngày là có giá sạch ăn. Chất lượng giá đồng đều, hàm lượng dinh dưỡng giá cao. Bà Mai rất yên tâm với giá sạch tự làm ra. Giá xào giờ đã trở thành món ăn yêu thích của gia đình bà. Trước đây là cô làm bằng thủ công tự làm đấy. Thì có khi hôm nay thì giá nó rất là đẹp, nhưng ngày mai thì giá nó lại không đẹp. Đấy. Nhưng mà cô làm bằng cái máy này thì chất lượng lúc nào nó cũng đảm bảo. Nên là giá thì ăn nó giòn nó ngọt. Một bể giá mà cô Mai vừa làm ra như thế này trông rất là bắt mắt và ấn tượng. Và nếu như giá ở ngoài chợ thường thường là to, béo và đẹp thì giá mà được làm ra bởi thiết bị sản xuất giá an toàn thì trông nó có rất là nhiều rễ và có gầy thôi. Tuy nhiên thì ăn có thể nói là cảm thấy rất tai, giòn và ngọt. Và điều mà người sử dụng quan tâm nhất ở đây với thiết bị này đó chính là thiết bị này sử dụng nó có đơn giản không? Với một công chức nhà nước đi làm từ sáng đến tối thì cái việc chăm sóc nó là như thế nào? Và tại sao thiết bị này lại có thể sản xuất ra được giá sạch? Thí nghiệm, tính toán hàm lượng nước và oxy, tính toán sự hô hấp trao đổi của giá đỗ. Đó là một trong những công việc mà nhóm nghiên cứu thiết bị sản xuất giá sạch đã làm để thiết kế nên một sản phẩm có hiệu suất sử dụng cao nhất. Thiết kế chế tạo tấm phên nhựa để nén giá đỗ là một trong những khâu rất quan trọng. Các lỗ trên tấm phên phải xo le nhau để tránh giá đỗ tiếp xúc với ánh sáng. Một mẻ giá sau khi thử nghiệm có kết quả, 3 lạng đỗ sẽ được 2,5 kg giá. Cái phên này tôi đã thiết kế rất là tối ưu bởi cái cấu trúc của nó tối ưu làm sao mà thoát nước được nhanh nhất và có cung cấp được cái độ oxy, tức là độ thông thoáng tốt nhất. Và phên này tôi đặt dưới cùng, thì cái phên này tôi đặt khi đặt xuống dưới này thì tôi đã thiết kế là gì, cách mặt đáy 1,5 cm, so với cái thiết bị cũ là cải tiến được, tức là làm cho có khoảng không ở bên dưới. Thì bên cạnh đó thì có một cái lỗ thoát nước, nhờ cái lỗ thoát nước này, nhờ cái sự chênh lệch áp suất giữa mặt trên và mặt dưới, chính vì vậy mà không khí nó luôn đối lưu, cho nên cái lượng oxy bổ sung vào nhiều nhất. Được thiết kế làm bằng nhựa PP nguyên sinh, an toàn cho sức khỏe. Thiết bị này hiện có giá thành chỉ bằng 1/5 so với ngoại nhập. Thiết bị rất có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều người không dám mua giá đỗ ngoài chợ do e ngại giá sử dụng chất kích thích không rõ nguồn gốc. Một yếu tố rất quan trọng của rau giá đó chính là ánh sáng. Nếu như chúng ta không loại bỏ được ánh sáng thì cây rau giá quá trình hô hấp lại chuyển thành là quá trình quang hợp. Chính vì vậy cái phên này thiết kế phên chính là gì? So le nhau. Chính vì vậy mà khi không có phên thì nó ta sẽ nhìn thấy như khi có phên này vào thì nó lại kín ánh sáng, nhưng mà là không khí và nước thì vẫn thoát tốt. Quá trình nảy mầm này thực chất là quá trình hô hấp hiếu khí, tức là quá trình hô hấp cần có oxy. Khi mà mình cung cấp cái lượng nước và oxy tối ưu thì là tự cái hạt nó sẽ sử dụng cái chất dinh dưỡng ở trong bản thân của nó để nó nảy mầm. Vì vậy mà cái sản phẩm giá mà làm ra từ cái thiết bị mà chỉ có cung cấp nước và làm thế nào để cung cấp được cái điều kiện oxy tối ưu nhất thì là sẽ là sản phẩm sạch. Vại sành làm giá đỗ, đó là phương pháp thủ công từ trước đến nay. Tuy nhiên chất lượng giá không đồng đều, hàm lượng dinh dưỡng giảm. Với thiết bị làm giá sạch quy mô hộ gia đình thế này, thêm một cơ hội để nhiều người dân như bà Mai có thể yên tâm thưởng thức món ăn ngon, rẻ và bổ dưỡng này.